xe chuẩn chỉ anh ạ, nếu mà em không tua nhá, riêng con xe đấy là em không tua, nếu mà đời 2021 xe chuẩn đấy ạ, hơn 7.000 cây là chuẩn. Nhiều khi là anh em âm thanh ánh sáng bọn em tải chuẩn là chuẩn. Shop ở đâu? Shop ở 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh nhá. Vâng. Địa chỉ trụ sở chính bên em là xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà. Em muốn xem lại những cái livestream mọi người có thể vào xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà, em có hai cái page, một page xanh và một page đỏ. Đấy. Là ok, anh em mới vào trực tiếp. Bên em nói chuẩn là chuẩn mọi người. Đây cái bản đời mới mà anh em. Vâng. Không lệch được đâu ạ. Đây một chiếc xe này, đây đời này thì nó có thể quay cót này. Thì nó thấp rồi thì quay được. Lâu năm rồi. Đời đấy. Cao thì quay làm gì? Lít 110. Vâng. Đó là bản chân chống điện, được trang bị cái màu vàng be này, em thấy nhiều các chị em sẽ thích hơn này. Đấy. Màu này sáng hơn này. Thì các cái sinh nhan mắt này vẫn còn này các bác này. Đấy. Có phần này là bên em có tỉa này, càng này. Sơn yếm này là hai bộ phận là đã được gọi là spa lại cho nó đẹp. Nhìn nó sang hơn, màu này nhìn nó sẽ sang và sáng hơn, sạch hơn để các bác nữ có thể cân đối. Động cơ vẫn trang bị 110, hàng có FD phun xăng điện tử, tiết kiệm nhiên liệu. Rất dễ sử dụng và sửa chữa đây, các bác đi. Vâng. Biển lành cũng là Hà Nội, biển 29L100685. Vành gồ chân chống điện anh em nhá, đời 2011-12 rồi. Vâng. Cốp rộng này anh em nhìn, cốp rộng. iPad thì có bán tiền, có spa sơn anh em ạ. Đời này thì không thể tránh khỏi được. Đấy. Đăng ký sang tận 2012, giá cực mới 11.500.000, những cái giá rất mới rồi. Hàng 2011 đăng ký 2012. Có anh Hoàng Xây ơi. 11.500.000. Dọn dẹp xong xuôi ngon lành hết rồi. Đấy. Cốp thì rộng mà xe thì lại để chân thoải mái, trọng tâm thấp đi rất dễ. Các chị em, các mẹ, các bác cân đối những cái mẫu xe tiện ích công năng thì cứ chọn cho em mẫu này này. Giá rất mới nhá, 11.500.000. Rẻ nhỉ? Vâng. 11.500.000 bản Vành gồ chân chống điện. Giá mới Hà Nội. Xe được spa sạch sẽ anh em nhé, từ yên áo này. Từ ra 2011, 12 đến giờ. Vâng. 12 năm. Không thể tránh khỏi được xước xát, với lại là yên áo bọn em bọc lại cho anh em là ngon lành. Quan trọng anh em với chất máy mọi người nhá. Vâng. Đấy, máy móc đi cứ ngon ngành đảnh đảm là được, có hơn 11 triệu đồng. Đúng không ạ? Mọi người cứ nhiều khi là tất nhiên là được máy zin máy ngon là điều tuyệt vời nhất, nhưng mà máy zin mà đôi khi nó kêu không thì ngon. Cũng không ra gì. Đấy. Đúng không ạ? À, nó chỉnh sửa nhưng nó ngon, bảo hành đầy đủ cho các bác là ok. Những cái đồ rồi. Pha mắt xi nhan đều ngon lành hết. Những rồi em ơi, dọn dẹp xong xuôi hết rồi. Grande có không? Em có anh nhé, đời 2015, 16, 17 em có, đời vâng. Cao hẳn em hết mất rồi. Vâng, tí em sắp xếp qua rồi qua bán giá nốt. Ok. Nguyễn Minh Tuân, ok em nhá, em cứ qua trực tiếp bên chị đi. Năm mai Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội, anh em cứ qua trực tiếp bên em. Các bạn nhân viên là có thẻ bán hàng này. Đấy. Hiệp hôm nay like là không đeo thẻ thôi. Chứ đeo nhiều quá mà quân huy chương nhiều kín quá hết rồi. Không đeo thôi, còn tí nữa phải đeo. Đúng rồi, anh Bùi Châu, thực ra tiền nào của nấy mà anh em, cái gì nó có giá trị của nó hết ạ. Anh em cứ mua tiền cao, tiền giá trị, xe đẹp thì đương nhiên là giá nó thành nó phải cao hơn một xíu. Tiếp tục, một chiếc Vision Denson. Để tí nữa vào trong quay mấy chiếc bên trong. Rồi. Lên mặt nạ thể thao. Hàng Denson là cái sơn này, nó màu sần này, nó sẽ giảm xước, nó chống xước một chút các bác nhé. Nhưng tất nhiên là các bác cũng phải để bụi bặm bám vào thì phải rửa, chịu khó rửa sạch, nó sẽ rất đẹp. Hàng là sơn sần, thụt đỏ. 2018 này, 1418 này. Rồi, đời 2018, lốp trước vẫn còn zin, dưới con mà còn dày. Phần sơn và tem này vẫn theo xe này, cái gầm này cũng chưa có tỉa này. Toàn bộ phần sơn sần này là zin, để chân này vẫn nguyên bản. Ra máy này. Thụt đỏ. Có là vết tem hai. Còn nguyên bản, có mỗi cái tay sách này là bên em có dọn này. 2018 bản khóa chìa nhá, hàng lốp vẫn còn theo xe. Sơn ôi. Nguyên zin. Đấy, những bác nam giới cũng được. 29H1. Màu này rất khỏe 944, và đẹp. 44 47 cho em. Rồi. Màu đen sần bản bản đặc biệt anh em ạ. Anh em nhìn hộ em nghe tiếng máy của em dòng form dáng máy rất hay. Tay nắm còn nguyên zin này. Đấy, tay nắm còn nguyên này, tay phanh cầm này. Tím này. Đấy, mặt đưa từ bên này sang bên này. Đấy, cũng chậm rồi. Tiếp tục bắt đầu quay ra một vòng. Đi thẳng người ra. 25.500.000 cho một chiếc 2018. Bản này là bản đen sần, gọi là bản đặc biệt ở những năm 2018. Hàng đã được lên mặt nạ thể thao và lốp trước vẫn còn nguyên. Máy zin, sơn cũng theo xe. Đấy,
với cái giá tiền 25.500.000 cũng rất phù hợp, vì cái dòng Vision em giải thích rồi, rất giữ giá. Nên mong bác nào đang tìm những cái phân khúc Vision hơn 20 có thể cân đối. Em có một chiếc 2017, nãy em like là 238 và chiếc này là 2018, hơn màu đen sần thì là 255. Hai cái giá để các bác có thể chọn những cái mẫu và những cái giá xe mình dùng phù hợp nhá. Rồi, anh Bùi Châu 85 Ất Xỉu, mình mua xe Grand D 2022, xe máy móc rất zin, đúng rồi anh. Thực ra những cái dòng xe nó là hàng bản cao rồi, bên em tả là chuẩn anh em ạ. Rồi. Nhiều khi anh em ở xa là rất là nhiều anh em vẫn đang ủng hộ bên em. Vẫn đang đồng hành bên em đấy ạ. Tại vì em ơi, lại tiếp tục một chiếc xe Winner X nha anh em nha, bản sần. Bản ADS okay. Cho em ạ. Nào lên đi con ơi, quay một con bạc sần đấy nhá. Đây là cái màu bạc sần, là màu hot và đắt nhất. Cái mâm, cái càng này các bác nhìn cái càng này bằng vàng này, mâm zin hết. Lốp cũng là theo xe, những lốp nguyên bản này các bác nhìn, lốp 2022, 2822 còn nguyên lốp này, và nó còn dây vạch này, nhà máy đưa vẫn còn, dâu vẫn thấy. Phanh ABS, ốc càng chưa mở, các bác nhìn ốc trục chưa mở, phanh ABS. Đây nó có một cái tem nano năng lượng nhưng mà chắc là chủ không thích bóc ra, còn chưa tẩy hết keo. Đấy, hàng ABS này, sơn này, zin này, tay phanh này, các bác nhìn này. Đấy, cùi này đều nguyên bản hết, các cái phần này nó không có tà vẹt hoặc lỗi lầm gì nhá, cả hai bên luôn, các bác nhìn rất kỹ này. Đấy, không có một lỗi lầm gì luôn, cái phần này nó chưa có mài mòi hay là xước cả. Cả để chân, cả cần số, cần số đều nguyên zin hết, chân chống giữa, chân chống cạnh theo xe. Đấy, cái phần này các bác nhìn, cả đề chân sau này, cái phần này chưa xước, chưa vài về gì hết luôn, đẹp không ạ? Anh Tán Đức Anh đây. Lốp trước lốp sau theo xe thất. Đấy, một trong những mẫu Winner mà em thấy các bác hỏi rất nhiều, đơn giản vì giá thành những lúc này nó xuống rất sâu rồi. Ngày xưa mua toàn 46, 48, đăng ký xong sấp xỉ 50. Các bác ạ, bây giờ còn chưa đến 30 thôi, rẻ đến gần nửa xe rồi. Anh em nhìn tem vẫn zin, yên này vẫn theo xe này, cái chỉ yên màu vàng các bác nhìn này, cũng là chỉ yên tem với cả má phanh nó càng trước giống màu nhau, nó mới là chuẩn bản nhé. Cái bản sần nó phải thế, máy này vô nguyên bản, đồ các bác nhìn gần như là chủ chưa thấy sử dụng, lai thổ nhá, lai người lai thôi chứ chưa nói thổ zin hết luôn các bác. Cả cái da máy các bác zin đẹp quá nhỉ, quá sầm ăn cây chạy 8.000 cây em rồi. Mua là cũng để nguyên bản luôn rồi anh em ạ. À, một chiếc xe 8 tầng anh em nhé, biển 29B2 21652 cho 20... em một chiếc Winner X 2022. Bản... 2022 bản 8 tầng anh em, 8.800 cây. Phanh ABS anh em nhá, những dòng này là dòng thể thao, dòng tay anh em mà thích những cái dòng này thì mọi người có thể cân đối cho em sang những dòng này. Tại vì là màu đỏ đen có, vâng. Màu đen sần có, màu bạc này là màu rất là sang này, em rất là thích cái màu bạc sần này. Các anh em nam giới đi, nào, yeah. Đúng không? Quá hợp lý. Vì cái anh màu này nó thì sáng. Mình có thể cân đối giúp em mọi người nhé. Tay nắm vẫn còn nguyên bản hết, chạy hơn 8.000 cây mà tầm này mới là anh ngon. Em rất là nhiều. 29.500.000. Đương nhiên lốp là còn zin theo xe. Lốp zin theo xe em vừa tả, lốp trước còn và còn rất dày đấy anh ạ. Cả lốp sau cũng theo hết, hai lốp đều 2022. Khóa smart cây, phanh ABS. Trần... Giá này các bác mua được Wazer Dick mới hơn một tí. Hoặc là Future còn chưa mua được thì các bác trải nghiệm luôn cho em những cái mẫu Winner bản ABS nó. Đấy, 6 số đi rất sướng nhá, hơn 8.000 cây thôi. Bản bạc sần, phanh ABS, hàng zin từ đôi lốp, tay phanh cùi, tất cả càng nguyên bản tất. Các bác có thể xem không có xước hay là tà vẹt mài ngoài gì cả. Đây có gì nữa nhỉ? Bên bác bỏ liên hệ trực tiếp với anh Sáng. Anh Nguyễn Đức Sáng lại tiếp tục có 5 con nữa cho anh em chơi đây. Rồi. Anh Sáng đông anh. Hiện tại em đang có một con, anh cho em xin nút chia sẻ đi. Em đang có một con biển 13 của anh đấy ạ. Vâng. Con đấy là con cúp 81 nhỉ? Anh ơi anh còn xem không? Em còn con cúp 81 đấy. Anh nếu mà anh còn nữa thì con nào mà ok nữa thì em lại sang bên đấy được, lại giao lưu với anh được anh ạ. Vâng. X-Size 4 số chị không còn, em Nguyễn Dầu ơi. Anh Vương Vũ tầm 25 không được anh ạ, vì bản này là bản V3, bản ABS màu bạc sần mà lại biển Hà Nội anh nhá. Cố lên một chút cho em, tại vì mới vẫn rất cao, tròn trên 40, đăng ký xong sấp xỉ 50. Mà xe chạy có 8.000 cây. Chốt 30 triệu trả trước một nửa. Ồ, em bán có 29.500 mà anh trả cao thế. Ý là anh ấy trả trước một nửa còn 15 triệu. Thế thì anh để lại anh xe ở nhà em, khi nào trả lốp đủ 15 em giao xe, giao giấy tờ anh nhá. Một anh trả xích lô đang trả 24 triệu. Anh Đình Tuấn đang trả 25 triệu. Anh Nguyễn Khánh Ninh trả 22 triệu. Anh em vẫn chưa được giá rồi, 29.500.000 là giá bên em cửa bán ra. Của mình số nào Hà Nội. Em ở 52 chỗ à, Cầu Giấy Hà Nội đây anh em nhé. Đây, đúng rồi. Đây có cái biển, anh em có thể để ý cái biển vị trí cửa hàng em đây, 52 Chùa Hà. Winner X, vâng, Winner X bản côn tay 6 số.